Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vẫn chưa có thông tin về nhà báo Huy Đức từ chính quyền. Ngày 7 tháng 6, VOA tiếng Việt bình luận việc nhà báo Huy Đức vẫn mất tích sau tin bị cơ quan chức năng đưa đi. VOA dẫn lời nhà văn Trần Thanh Cảnh cho biết rằng nhà báo tự do với bút danh Huy Đức đã không tham gia một buổi mạn đàm ở Hà Nội được lên lịch hôm 1 tháng 6 khi có thông tin ông bị người của cơ quan chức năng đến khám nhà và đưa đi cùng ngày và ông vẫn mất tích cho đến nay. Ông Huy Đức cùng với ông Cảnh được dự kiến là những diễn giả trong buổi mạn đàm cà phê gặp gỡ và đối thoại tại một địa điểm ở Hà Nội về chuyển giao quyền lực thông qua các cuộc liên hôn trong lịch sử phong kiến Việt Nam hôm 1 tháng 6. Ông Cảnh cho biết buổi mạn đàm đã diễn ra dưới sự chủ trì của ông nhưng ông Huy Đức đã không đến tham dự. Hình ảnh bài trên VOA. Theo VOA, ông Cảnh sau đó được biết thông tin từ những người dân sống cùng trong tòa nhà chung cư Mipec Riverside, Long Biên, nói rằng tầng 12, nơi có căn hộ của ông Huy Đức bị phong tỏa và ông Huy Đức bị những người mặc đồng phục công an và thường phục dẫn vào ô tô rồi đưa đi. Vẫn theo VOA, cùng ngày 1 tháng 6, blogger có nhiều ảnh hưởng với những thông tin nóng về những vụ bắt giữ, quan chức lãnh đạo cấp cao và chính trường Việt Nam Lê Nguyễn Hương Trà cho biết, nhà báo Huy Đức bị mời làm việc vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 6, đến tối đưa về khám xét tại Hà Nội và dẫn đi. Tài khoản mạng xã hội của ông Huy Đức với tên Trương Huy Sang trên Facebook và Twitter hiện không còn xuất hiện khi tìm kiếm. Blogger Hương Trà còn được biết với tên Cô Gái Đồ Long cho biết một cập nhật về ông Huy Đức rằng theo quy định của pháp luật Việt Nam, thời hạn tối đa mà cơ quan điều tra có thể tạm giữ người là 9 ngày. Cho đến ngày 6 tháng 6, chưa có bất kỳ thông tin nào từ cơ quan chức năng hay truyền thông do nước Việt Nam quản lý thông tin về việc bắt giữ ông Huy Đức. VOA cũng cho biết, ngay trước ngày nhà báo Huy Đức được cho là bị cơ quan công an đưa đi, ông đã đăng tải một bài viết dài, trong đó nói rằng tinh thần pháp quyền đã chết ở Việt Nam. Hình ảnh nhà báo Huy Đức trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Trong đăng tải có tựa đề Những suy nghĩ không rời rạc, ông Huy Đức cho rằng những nỗ lực xây dựng một nhà nước pháp quyền tại Việt Nam đã kết thúc từ năm 2006 và những gì ta đang chứng kiến cho thấy hồn ma pháp luật chỉ là ý chí của giai cấp cầm quyền đang dần hiện về. Trong đăng tải này, nhà báo đề cập trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi chỉ trích chiến dịch chống tham nhũng của ông. Một số đăng tải trước đó trong thời gian gần đây của ông Huy Đức chỉ trích Bộ Công an trước khi ông Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước. Trong một đăng tải ngày 19 tháng 5, ông Huy Đức chỉ trích việc diễn giải hiến pháp của Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trước khả năng cho phép ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước mà vẫn kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Huy Đức cho rằng điều này chắc chắn tạo ra một tiền lệ tương tự như khủng hoảng hiến pháp. Vài ngày sau đó, ông Huy Đức đưa ra bài viết với tiêu đề Không có quốc gia nào có thể phát triển bền vững dựa trên sự sợ hãi. VOA dẫn nhận xét của nhà văn Trần Thanh Cảnh rằng những ý kiến trong bài viết của ông Huy Đức gần đây rất là mạnh, rất là thẳng, rất là trực diện, chứ không có sự kiêng nể, không có sự e dè nào nữa như thời kỳ trước. Anh Huy Đức nói với tôi rằng anh chấp nhận viết tất cả vì việc chung. VOA tiếp tục cho hay chính quyền Việt Nam đã bị các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích vì trấn áp mạnh mẽ những tiếng nói bất đồng trong nước, đặc biệt là những nhà báo có các bài viết phản biện chính sách nhà nước và những quan chức lãnh đạo đảng. Tổ chức phóng viên không biên giới ASF hôm 3 tháng 5 xếp Việt Nam trong nhóm các nước có ít tự do nhất về báo chí vì cầm tù nhà báo có hệ thống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Vẫn chưa có thông tin về nhà báo Huy Đức từ chính quyền. Tính đến cuối tháng 4, VinFast không bán được một chiếc xe ô tô nào tại Đức. Ngày 5 tháng 6, nhà báo Hiếu Bá Linh tại Đức đã tổng hợp và loan tải tin trên. Theo đó, hôm 31 tháng 5 vừa qua, tờ báo Đức chuyên về xe ô tô Automobile đã có một bài báo nói về VinFast. Hình ảnh nhóm những người Việt đã đăng ký mua xe VinFast tại chợ Đồng Xuân, Berlin vào tháng 6 năm 2022. Bài báo mở đầu, hãy tưởng tượng một nhà sản xuất ô tô thâm nhập thị trường Đức vào những chiếc ô tô đầu tiên và hầu như không có ai để ý. Đáng kinh ngạc không? Thật sự là đúng như vậy, đó là điều đã xảy ra với thương hiệu VinFast của Việt Nam. Từ vài năm nay, VinFast đã nói về việc ra mắt thị trường Đức, nhưng giờ đây một sự ra mắt hoàn toàn khác với dự kiến, nó đã không được công chúng chú ý đến.
Công ty VinFast thuộc tập đoàn Vingroup thực sự muốn ra mắt tại Đức sớm hơn nhiều. Việc thâm nhập thị trường Đức với các mẫu SUV chạy pin VF8 và VF9 đã nhiều lần bị hoãn lại. Gần đây nhất, vào tháng 12 năm 2023, VinFast đã thông báo rằng những chiếc xe đầu tiên sẽ được giao ở Đức vào cuối năm 2023, nhưng rốt cuộc đã không thành. Theo tường thuật của tuần báo Đức Automobile Vogue, những chiếc xe ô tô điện đầu tiên VF8 đã lưu thông trên đường phố Đức kể từ đầu năm nay. Hình ảnh xe VF8 là mẫu xe đầu tiên mà VinFast chào hàng thị trường Mỹ, nhưng phải nằm bãi vì không bán được. Bài báo viết một cách mỉa mai, nói một cách thân thiện thì con số xe ô tô VinFast ở Đức là một con số dễ nhớ. Theo thống kê của cơ quan Liên bang Đức về xe cơ giới KBA, tính đến cuối tháng 4 năm 2024, có tổng cộng 21 chiếc VF8 đã được cấp phép lưu thông tại Đức. Con số này quá ít, nhưng nó không phải là số xe bán ra tại Đức, mà là những chiếc xe dành cho nội bộ sử dụng và xe dành cho khách hàng lái thử. VinFast cho biết khi được tờ Automobile Vogue hỏi. Nghĩa là, tính đến cuối tháng 4 năm nay, VinFast không bán được một chiếc ô tô nào tại Đức. VinFast cho biết, chúng tôi vui mừng thông báo rằng đợt giao xe điện VinFast đầu tiên cho khách hàng sẽ bắt đầu vào tháng 5. Ở Đức là như thế, còn ở những nước khác thì sao? VinFast nói muốn mở rộng thị trường ở khoảng 50 quốc gia mới trong năm nay và đặt mục tiêu là bán được 100.000 ô tô điện, nhiều hơn gấp đôi so với năm 2023. Nhưng con số hiện nay vẫn còn cách xa mục tiêu. Tờ báo Đức viết, trong quý đầu tiên vừa qua chỉ có 9.700 xe ô tô VinFast đã được bán trên toàn thế giới, hơn một nửa trong số đó là giao cho các công ty taxi thuộc tập đoàn Vingroup. Hình ảnh Phạm Nhật Vượng, ông chủ cũng là CEO của VinFast, là người luôn tin tưởng vào tương lai của VinFast bất chấp thực tế. Đầu năm 2022, VinFast thông báo sẽ tìm kiếm địa điểm ở Đức để mở nhà máy sản xuất ô tô điện, nhưng sau đó chẳng thấy gì xảy ra. Tờ báo Đức cũng đề cập đến những điều bất lợi cho VinFast. Một mặt, ô tô Việt Nam nhận được những đánh giá thảm hại từ báo chí truyền thông hoặc từ khách hàng. Mặt khác, tại Việt Nam, VinFast được cho là thậm chí đã tố giác với công an đối với một khách hàng về những lời chỉ trích tiêu cực của xe VinFast. Ngoài ra, một blogger chỉ trích xe VinFast được cho là đã bị bắt và công an thẩm vấn trong suốt 35 giờ. Ngoài ra, tại Mỹ, VinFast đang gặp những khó khăn cực lớn như đối diện với các vụ kiện tập thể về việc cung cấp thông tin không chính xác và đầy đủ, dẫn đến thiệt hại của nhiều nhà đầu tư. Đối diện với một vụ kiện vi phạm bản quyền của một công ty đứng đầu ngành thép thế giới. Đối diện với vụ điều tra về tai nạn dẫn đến cái chết của 4 người trong một gia đình tại California khi sử dụng xe VinFast. Đối diện với một vụ kiện vì nợ tiền thuê mặt bằng, thua lỗ kéo dài và nợ nần đang ngày một tăng cao. Giá cổ phiếu giảm liên tục và duy trì ở mức cực thấp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin. Tính đến cuối tháng 4, VinFast không bán được một chiếc xe ô tô nào tại Đức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d